cao xoa bóp thảo dược 8S. Hotline 1900 888 663. Hello, xin chào quý vị khán giả. Hôm nay công việc cũng quá nhiều cả nhà. Thì đi công việc suốt ở ngoài đường. Thì khi mà về tới nhà thì công việc nhà mà qua tới công ty thì công việc của công ty nó cũng rất là bề bộn, gặp cuối năm nữa cả nhà. Từ bữa giờ đó thì ngừng hoạt động xe cứu thương cộng đồng cũng như là hoạt động thiện nguyện, nhưng mà có số hotline thì nhận quá nhiều cuộc gọi hotline, đặc biệt là trong cái vấn đề mà liên quan những cái chết trên sông. Thì cho nên ngày hôm nay Sang quyết định làm cái video này để trải lòng và chia sẻ tâm sự, gửi đến tất cả quý vị khán giả để cùng nhau chúng ta mổ xẻ cái câu chuyện này, đúc kết lại những cái câu chuyện này nó ra sao, và cuối cùng đi đến cái sự quyết định là dựa trên những cái câu chuyện mà Sang đi thực tế, những cái câu chuyện thương tâm, những cái nỗi đau mất mát của người thân còn ở lại, nó tạo thành một cái dư âm quá lớn đối với những người thân mà họ mất đi, những người còn ở lại họ mất đi cái người thân của mình. Mà riêng bản thân Sang cùng với mấy anh em cũng là một cái năm mà thật sự để lại rất là nhiều cái khoảnh khắc buồn cho những cái câu chuyện nhảy cầu tự vẫn. Trả lời đầu tiên cho Sang gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả đang xem qua cái kênh YouTube của Hội Thiện Nguyện BDS. Kính chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Và Sang đi thẳng vào vấn đề. Thì cái vấn đề ngày hôm nay Sang chia sẻ giống như nãy giờ quý vị đã nghe, là nói về cái câu chuyện tương tâm, tự vẫn, nhảy cầu, té sông trong năm 2022 này. Thì đối với Sang mà nói, thật sự ra trên cái bước đường này mà Sang kim luôn cái vấn đề mà trục vớt xác hỗ trợ cho bà con. Cả nhà có ai đặt cho cái câu hỏi cho Sang là như thế nào? Tại sao Sang phải dấn thân lên một cái công việc trục vớt xác mà cái công việc thật sự nó không phải dễ dàng gì làm, không phải dễ. Nội tiếp xúc với những cái thi thể biến dạng, bốc mùi, và thời gian tìm kiếm nó không phải là đơn giản. Bây giờ Sang lại cho cả nhà đặt câu hỏi cho Sang ha. Thật sự ra để Sang tự trả lời luôn cho. Đối với Sang mà nói, trong năm 2022 này, để mà nhớ lại những cái sự việc đau lòng liên quan cái vấn đề mà tử nạn trên sông, thì thực sự ra mà nói là không có cái trường hợp nào mà Sang phân loại ra một cái trường hợp đó là đau lòng và trường hợp kia không đau lòng. Trường hợp nọ nó cảm thấy mà xót xa, Sang không có biệt như vậy. Sang quy hết tất cả mọi câu chuyện mà tử nạn trên sông đó chỉ là một cái câu đau lòng cho tất cả những nạn nhân. Sang không phân biệt một hoàn cảnh hay một trường hợp cá thể cá nhân nào cả, đau lòng cho tất cả những câu chuyện tử nạn trên sông. Thì thường Sang tham gia vào cái việc này, nhận thông tin từ người nhà hoặc nhận thông tin từ phía cơ quan ban ngành,
để mà Sang đến hỗ trợ. Cái mục đích của Sang đến hỗ trợ là để mong muốn tìm được cho, tìm thấy được cái nạn nhân xấu số để đưa về với gia đình của họ. Mình cũng không mong muốn bất kỳ nạn nhân nào họ mất đi lạnh lẽo ở dưới sông, và cũng như là hình dạng cơ thể của họ bị biến dạng bởi những ngày tháng, mà những ngày mà những khoảnh khắc mà họ nằm trôi trên sông, di chuyển trôi dạt từ đầu này qua đầu nọ, qua những bãi rác này, qua những cái hang nó hú cái nào nọ, thì rất là tội. Nói chúng ta cứ hình dung đó, nếu chúng ta may mắn chúng ta chết tại nhà, chết do bệnh tật hay này kia cái nọ thì nó là chuyện bình thường. Mà chúng ta rớt vào một cái hoàn cảnh mà chúng ta phải ra đi, chấm dứt, lìa xa cái cõi trần này, ra đi xa cách với gia đình người thân, mà cái hồn của mình hồn của mình đã đi rồi đã về cái cõi thiên đàng, nhưng thể xác của mình còn nằm ở đó, ở trên mặt nước, mà chúng ta không thể nào được đưa lên trên bờ, chúng ta trôi dạt từ đầu này tới đầu nọ, bao nhiêu đó cũng thấy đáng thương rồi, không chỉ riêng cho một cái hoàn cảnh nào cả, bao nhiêu đó cũng thấy đáng thương cho một linh hồn, đáng thương cho một thể xác. Chính vì vậy Sang mới nghĩ trong đầu là một điều, tất cả ai mất đi rồi cũng có điều có cái linh hồn. Cái mà mình mong muốn là ở nơi đâu đó linh hồn của họ cũng cảm thấy an lòng khi thể xác của họ được đem về trao trả lại cho người thân, được mai táng hoặc là hỏa táng, chôn cất cho nó đàng hoàng, ấm cúng, được về với đoàn tụ với cổ tổ tiên ông bà. Đó là một cái điều mà Sang cứ nghĩ trong đầu là mình làm được gì thì có thể làm, mình giúp cho bà con, không ngần ngại bất kỳ điều gì, dù cho đó là cái việc đó tìm kiếm nó trong cái sự vô vọng, tìm kiếm trong sự vô vọng, chỉ cần có một tia hy vọng Sang cũng phải tìm kiếm giúp cho người ta, dù là cái người đó đã mất. Cái thứ hai, nó không có liên quan tới vấn đề mà tìm kiếm trong vô vọng nữa, mà liên quan tới vấn đề mà gian nan cực nhọc hôi thối. Vì sao? Tất cả mọi người cũng đều thấy những cái chết ở trên sông, thật cái mùi cực kỳ là khó chịu, cực kỳ là khó chịu. Một con vật nào đó chết trôi trên sông nó đã khủng khiếp rồi, đừng nói chi mà một con người. Thì con người ta khi mà người ta sống, người ta ăn rất là nhiều cái đưa thức ăn vào trong cơ thể của họ rất là nhiều, cho nó nên thử khi họ mất ra cái thể trượt trong cơ thể họ trào ra khủng khiếp lắm, khủng khiếp. Ở chưa tính nữa khi mà những cái nạn nhân đó, khi mình tìm được, mình lật cái nạn nhân lên, thì tất cả những cái hình tướng của họ đã biến dạng, đặc biệt là ở gương mặt. Nếu như một những người nào mà không đủ can đảm nhìn chỉ một lần đầu, Sang dám chắc là một tháng sau con ăn cơm cũng không vô, bị bởi ám ảnh những cái hình hài đó. Thứ nhất là gương mặt của họ đã phình lên, họ biến dạng, biến màu, nó đen thui á, môi thì rãnh to đùng bự ra, lưỡi thì thè ra ngoài, hai con mắt thì nó lồi dữ, nó trợn trắng lên như vậy, thì cả nhà nhìn thôi là mình thấy nó khủng khiếp ở mức độ nào. Chưa tính những cái mà trường hợp mà để dưới nước lâu quá, rồi do cái vấn đề mà trôi dạt đi hết khắp đầu này đầu nọ, da chạm vô những cái vật cứng ở trên cái mặt nước thì nó làm rớt mắt, rớt da, rách chỗ này chỗ kia chỗ nọ, thì mình phải lụm lại từng cái mình ráp vô cho người ta. Cho nên là những cái đó nó thật sự nó rất là khủng khiếp. Thì đối với Sang quay trở lại là hỏi tại sao mà có câu chuyện nào để mình đáng nhớ và ấn tượng nhất trong năm 2022 này liên quan tới tất cả những cái câu chuyện mà bớt xác. Thì thật sự ra câu chuyện nào cũng đau lòng, câu chuyện nào cũng đáng thương. Mà thật ra Sang nhận được cái thông tin mà khi mà tiếp nhận vào cái hiện trường mà để mà giúp trợ cho bà con, người nhà, người thân để tìm lại người thân mình đó, đó là gì? 95% những nạn nhân từ 35 tuổi đổ lại
có rất nhiều cái trường hợp mấy đứa nhỏ nó còn mấy tuổi bị rớt xong. Vậy thì đối với Sang trong đầu không phân loại đâu là một cái trường hợp nào gọi là đau lòng nhất và ấn tượng nhất. Dù là người lớn tuổi hay người trẻ tuổi gì cũng rơi vào một cái hoàn cảnh mất như nhau. Nhưng do yếu tố môi trường xung quanh, do những cái yếu tố về cái vấn đề mà trong cuộc sống của từng nạn nhân, để mà tác động dẫn đến cái nguyên nhân cái chết này. Đó mới là cái câu mà Sang mong muốn chia sẻ đến cho mọi người. Vì sao? Nợ nần. Rồi chuyện tình cảm, gia đình không thận hòa, anh em, người thân không thận hòa dẫn đến cái chết, nợ nần dẫn đến cái chết. Rồi tình cảm hôn nhân, vợ chồng cũng dẫn tới cái chết. Rồi bên cạnh đó, những người thân, cha mẹ không quản lý chặt chẽ con cái, những cái đứa bé tuổi thơ, thả rong các cháu nó đi chơi không có sự kiểm soát, rồi từ đó dẫn tới những cái chết thương tâm. Xem nó nhận rất nhiều cái trường hợp mà hỗ trợ các bé mà dưới 10 tuổi. Còn có cặp song sinh ở bên quận 8 cũng vậy nữa, rớt xuống dưới hồ. Hai anh em sinh đôi mà gia đình quá nghèo, mà lại rớt vô cái công trường giống như cái vụ của cháu Hoàng Nam. Rớt vô cái trụ bê tông. Cháu Hoàng Nam mình rớt vô trong trụ bê tông, còn hai anh em mình rớt vô trong cái hố mà có những cái công trường làm để lại. Nhưng mà công trường này đâu có rào chắn, có rào chắn mà rào rất cao, mà do hai anh em nhà nghèo cũng đi tìm cuộc sống mưu sinh, đi lượm ve chai rồi là leo vô công trường, leo qua cái hàng rào của người ta rào chắn luôn, rồi vô trong đó mà đi lang thang, rồi xong nghĩ là nước ở đây nó trong, thì cái hố mà để nó đào cái công trình để mà đào để đổ móng nó rất là lớn, mà nước mưa nó trú ở trong đó nó nhiều rồi, mà không có ai mà tới lui đó thì nước nó rất là trong reo. Thì mấy em nhìn trong quá tưởng đâu nó cạn, xuống tắm thì không có đường lên, chật chân không có đường lên, không có cách nào lên, thì giật bẻ dẫn tới những cái câu chuyện thương tâm. Cho nên này là mỗi nạn nhân chết đều có một cái nguyên nhân, đều có một câu chuyện, nhưng đúc kết câu chuyện cuối cùng đa phần tác động bởi cuộc sống hàng ngày để dẫn tới cái chết, đó là không thuận hòa trong cái chuyện tình cảm gia đình, nợ nần, bị chết, bị suy sụp tinh thần dẫn tới cái chết. Gia đình không có sự kiểm soát con cái dẫn tới những cái chết thương tâm cho những đứa trẻ. Cho nên qua đây thì Sang chỉ có nói một điều, đã đến lúc cái hồi chuông cảnh tỉnh, mình phải nói là cái hồi chuông cảnh tỉnh dành tới cho tất cả những ai đầy đủ cái nghị lực và đầy đủ ý chí và đầy đủ cái suy nghĩ. Hãy ngồi nhìn nhận lại, tất cả mọi việc chúng ta đều có thể giải quyết bằng cách chúng ta ngồi xuống với nhau để tháo gỡ. Nợ nần mà dẫn tới cái chết vô lý. Tôi nợ trong thời điểm này, tôi không có đường nào trả, trốn đi, trốn đi thời gian đi, tìm cách để mà gây dựng lại. Mình tự tin cho bản thân mình, hôm nay mình thất bại, mình sẽ cắn răng chịu đựng, chịu nhục, không sao cả, để mà bỏ xứ, để mình đi tìm cái nơi nào đó mình làm lại từ đầu, để mình kiếm từ đồng từ các có cơ hội để mình dành dụm để trả tiền. Chứ còn mình ở lại một chỗ là mỗi ngày tiền nông, tiền đứng, tiền nằm, tiền ngồi, tiền nhà, tiền cơm, tiền cháo, tiền anh, tiền chị, đủ thứ tiền, thì mình lo không đủ, đúng không? Dẫn tới mà mình nợ ngập đầu. Thì cho nên là bây giờ bằng cách giải thoát cho bản thân mình là nhảy xuống mình chết, đừng giải thoát kiểu đó, ngu dốt cho bản thân mình. Sang phải nói cái từ này, Sang xin lỗi, Sang nói cái từ này thật sự Sang cũng thấy nó rất là ăn ngắn, nhưng mà cả nhà cũng thông cảm, đừng nên dễ dột làm vậy. Tìm cách giải thoát bằng cách chúng ta giải thoát trong cái vấn đề nợ nần đó, đi qua một cái nơi khác, không ai tìm tới mình, tìm công ăn việc làm để gây dựng lại công ăn việc làm, mình tin rằng mình sẽ làm lại được từ đầu.
thì mình không còn những cái đồng tiền mà để đóng hàng ngày, lo hàng ngày nữa. Mình chỉ làm đem vô để mình biết quản lý được cái đồng tiền đó, gìn giữ được cái đồng tiền đó, dần dần mình sẽ trả được nợ. Thế thôi. Thay vì mình giải quyết cái vấn đề bằng cách là mình quyên sinh bản thân mình treo mình xuống nước để mình dẫn tới cái câu chuyện là mình chấm dứt cái cuộc sống này thì không còn phải trả nợ cho ai và không còn phải cái nặng để lo cho cơm áo gạo tiền cho gia đình nữa. Đó là sai. Đó là cái thứ nhất mà Sang khuyên về cái vấn đề nợ nần. Còn cái thứ hai liên quan cái vấn đề tình cảm. Tình cảm ở đây nó có hai cái yếu tố tình cảm hôn nhân gia đình kèm với cái vấn đề tình cảm trai gái. Còn cái tình cảm thứ hai nữa là cái tình cảm người thân gia đình. Sẽ nói tới cái vấn đề thứ nhất trước ha. Hôn nhân gia đình, vợ chồng hoặc là vấn đề trai gái. Nếu như cảm thấy đối phương dối lòng với mình thì chia tay đi. Nếu ta còn thương thì hãy trao cho họ thêm một cái cơ hội. Còn nếu chúng ta hết thương, hết duyên, hết nợ, chấm dứt một cách êm đẹp, nhớ nhung để vào cất vào quá khứ hết, và từ đó mình cắt dần dần để cho nó phai nhạt. Còn riêng về cái vấn đề mà trai gái lứa đôi, khuyên các bạn khi chúng ta tìm hiểu, đừng có quá dễ vui. Dễ vui ở đây trong giới trẻ hiện tại bây giờ dễ vui, dễ mến, dễ thích, dễ trao cho nhau, tạo cho nhau những cái cơ hội đi quá đà. Chính vì cho đó các bạn mất kiểm soát về trong cái vấn đề tình cảm. Các bạn đi quá đà là đến tới mức là các bạn có thể là trao nhau cho bất cứ lúc nào, không cần cha mẹ. Các bạn đến với nhau, các bạn chỉ đôi ba lần gặp gỡ, các bạn chấp nhận cho hết. Các bạn dễ dãi như vậy, gặp những người bạn đời mà cũng như là người bạn tình của mình, họ yêu mình thật, họ trân quý mình thật. Họ luôn giữ những cái mà các bạn cho đi, đó là cái món quà vô giá. Họ trân quý các bạn thì chả có chuyện gì xảy ra. Còn nếu như mà họ nhận những cái món quà bạn cho quá lớn như vậy, họ cho là cái cục mua vui, cái món quà đơn giản trong cái việc mà lợi dụng lẫn nhau qua thân xác, thì họ có thể là đi tìm kiếm một cái nơi khác, gặp một cái bạn khác, họ lại tiếp tục lợi dụng như vậy. Khi mà các bạn phát hiện ra rồi, các bạn thấy cảm thấy bị sỉ nhục, các bạn cảm thấy mà bị đau, các bạn cảm thấy là mình bị người ta dối lừa mình, rồi các bạn suy nghĩ nông cạn một cách là các bạn quyên sinh cái bản thân mình. Nó không nên. Không nên. Cho nên mình muốn để mà kiểm soát được những cái việc mà đáng tiếc xảy ra thì mình phải kiểm soát trước cái thân của mình, cái tâm của mình. Đừng để tâm mình phóng ra những cái phiền tối đó. Nếu mình biết kiểm soát cái tâm của mình, hạn chế tối đa để xảy ra những cái phiền toái, những cái khổ não cho cuộc đời này, thì chúng ta nghĩ một cách đơn giản, buông bỏ. Ứng dụng hai từ đơn giản thôi, buông bỏ. Nếu nó là của mình thì mãi mãi nó là của mình, không cần níu kéo. Còn nếu mà không phải của mình, dù có níu kéo có được gì đâu, thì chúng ta cần nên buông. Chúng ta cần anh bỏ. Đúng không? Bên cạnh đó là những cái mà lứa tuổi trai gái mới lớn, Sang tiếp nhận quá nhiều cái câu chuyện. Thậm chí đừng có nói hôn mà cái vấn đề mà dẫn mình tự tử xuống sông ha? Rồi kể cả luôn mà bị dụ chính người bạn mà mình nghĩ là người yêu của mình, dụ dỗ mình để mà qua lại chiếm đoạt được thể xác, rồi sau đó sang tay cho những người khác. Sang chứng kiến trong năm nay rất nhiều cái câu chuyện mà Sang không đăng lên trên mạng luôn. Rất nhiều cháu gái nhỏ tuổi
rất nhiều. Chạy theo cái tiếng gọi tình yêu lứa đôi còn non nớt để hiểu ra vấn đề trong cái cuộc sống này, cái gì gọi là nó tệ hại, cái cuộc nó hệ lụy cho chính bản thân mình. Các bạn trẻ nó thực sự sang tiếp nhận rất nhiều các bạn trẻ dưới 18 tuổi, dưới tuổi vị thành niên, 13, 14 tuổi luôn. Yêu đương quá sớm, ham muốn quá sớm, không kiểm soát được bản thân, dẫn tới những cái hệ lụy, những người bạn đó dụ dỗ mình thông qua cái mạng xã hội, để rồi mình chạy theo những cái tiếng gọi là tình yêu. Mình chạy theo cái tình yêu đó không phải gọi là tình yêu đích thực, mà tình yêu có cái kiểu mà ham muốn, mà kiểu mà sao có dùng cái từ nó như thế nào, cái phong cách của giới trẻ bây giờ, phong cách nó lạ lắm, sao không biết đặt ra cái phong cách đó là gọi là cái phong cách gì của cái giới trẻ, mà họ dễ dàng nghe những cái tình yêu chớp nhoáng thông qua cái mạng xã hội, để rồi họ dễ bị dụ. Các bạn nó dễ bị dụ, mà khi gia đình người thân họ phát hiện ra thì cái việc đó nó cũng đã không còn cái gì nữa. Do nhờ chạy đâu này, nhóm kia, nhóm nọ, báo công an để tìm kiếm. Mà khi tìm kiếm về, mọi thứ nó không còn nguyên vẹn. Từ thể xác cho tới tinh thần. Có rất nhiều chuyện đau lòng mà sang không đăng, thật sự. Dẫn tới cái vấn đề mà ảnh hưởng tâm lý cho những giới trẻ đó khi mà tìm được về. Đó là những người đó còn may mắn còn sống. Còn quay trở lại những cái vấn đề mà mất đi luôn, treo mình xuống sông tự vẫn, cũng vì cái gì? Mất kiểm soát trong cái vấn đề ghen tuông. Cảm thấy người bạn đời của mình, cái người yêu của mình có một cái hành động hay cử chỉ gì đó, hay thông qua một cái tin nhắn gì đó, mình cảm giác là người đó là bị mình bị người đó qua mặt, hay là lợi dụng, hay là dối trá gì đó ha. Thì mình tự đặt ra những cái câu chuyện, những cái áp lực cho mình, rồi mình tạo cho mình những cái mà cái sự chết, những cái gọi là mình tính đa đoan, đa nghi, cực đoan, rồi mình nghĩ những cái chuyện đó mình buộc mình trả thù người này bằng cách là mình đem cái thể xác mình kết liễu. Sai hoàn toàn, các bạn đừng suy nghĩ như vậy. Cho nên là Sang chỉ khuyên các bạn trẻ, nếu suy nghĩ tới cái việc mà nguyên sinh bản thân này, các bạn hãy nhớ giùm cho Sang một điều: hãy học cách buông bỏ. Thiếu nợ nhiều quá trả không được, bỏ, trốn, kiếm chỗ khác làm ăn, kiếm tiền. Mình quyết tâm mình kiếm tiền để quay về trả nợ thì việc đó mình sẽ thực hiện được. Tại vì mình phải nguyên sinh. Còn trong vấn đề tình thương, tình yêu ha, vợ chồng hay trai gái gì đó, cái gì nó là của mình thì mãi mãi là của mình. Cái gì nó không thuộc về mình, mình có níu kéo cỡ nào nó cũng mãi mãi mất. Thà rằng mình sao không bỏ đi, mình không buông đi. Tội gì mình phải nguyên sinh, chưa tính hệ lụy nguyên sinh rồi, những người còn ở lại thì sao? Người thân, cha mẹ, vợ chồng hay là người yêu, các bạn có hiểu, các bạn có bao giờ, các bạn khi mà các bạn nghĩ tới cái việc mà nguyên sinh rồi, những người đó họ đau khổ như thế nào? Họ mất mát đi người thân, sự đau khổ của cha mẹ khi mà nuôi nấng mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày để có được cái hình hài con mình khôn lớn tới chừng này, nuôi nấng biết bao nhiêu công sức. Công sức cha mẹ phụng dưỡng và công sức của thầy cô giáo dạy cho mình ở trong nhà trường. Thế rồi cuối cùng đi nguyên sinh một cách lãng nhách, để lại nỗi đau thương nhớ cho những người thân thật sự quá lớn. Hệ lụy của nó lớn, mình không thể nào mà mình diễn tả được bằng lời. Vì sao? Nếu như mất một người thân mà bệnh tật ốm đau tại nhà, chôn cất,
thiêu tận liệm gì đó, người ta đã đau đớn một rồi. Vì người sao cũng còn cái xác kế bên cạnh để người ta lo phụng sự, an táng cho nó có ấm áp. Còn những người mà để nguyên sinh như vậy, người thân tìm không được xác, cảm giác của người thân như thế nào? Họ phải thức đêm thức hôm, họ ngồi họ quỳ, họ khóc, họ lại, họ cầu nguyện ở giữa cầu giữa đêm giá lạnh như vậy. Thì cả nhà mọi người cứ nghĩ, cái hình ảnh nó có một người mẹ hay một người vợ hay một người chồng hay một người cha hay là một người bạn tình nhân nào đó, họ đau xót cho một cái người đó mà đã một người thân của họ đã ra đi mà không tìm được xác, thì nỗi đau đó các bạn có hiểu được hết nỗi đau của những người mất mát đi người thân không? Nỗi đau nó làm ở chỗ này đau lắm, nó không đau một cách đơn thuần mà chúng ta có một người thân đùng cái đổ bệnh nhã bệnh lăn đùng ra chết, thì còn kế bên để mà chăm sóc, để đưa vô an táng, để đưa về với lại tổ tiên ông bà, thì nó việc nó rất là dễ dàng. Nhưng đó cũng là một cái phần đau rồi, mà đau nhất mất rồi không tìm được xác. Khổ lắm. Rồi quay lại trở lại cái câu chuyện những cái đứa trẻ chết ra đi mãi mãi, nó trong đó không phải là lỗi hết của các trẻ với trẻ, mà nó nằm ở trong cái vấn đề ở chỗ lỗi của người lớn nữa. Làm cha làm mẹ thật sự sang không chê trách bất kỳ ai, không ai hoàn hảo cả. Làm cha làm mẹ nhiều khi người ta khổ quá, cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền, người ta phải lăn lóc ra ngoài để kiếm cơm để mà nuôi con. Khi mà họ thiếu đi một cái tư duy để mà hướng dẫn dạy bảo con cái thì nó dễ dẫn tới những cái hệ lụy mà Sang mới vừa nêu. Hệ lụy gì? Thả rong con cái đi chơi rồi bắt đầu nó té xong, chưa tính chạy ra đường tai nạn giao thông ABC. Không có sự kiểm soát con cái, ở nhà con cái đi lên trên mạng tự kết bạn giao du với những người lạ mặt, rồi từ đó người ta dụ dỗ con cái mình đem đi bắt cóc hay là bắt đầu làm chuyện ABC. Từ những cái chuyện đó, khi mà con cái mình nhìn ra được cái sai mà không muốn sống nữa, đem cái chết ra để kết liễu. Vừa kể cả luôn những cái vấn đề mà tình cảm trong gia đình không thuận hòa với nhau. Cha mẹ thì có nhiêu đây nè, anh em thì một chùm, muốn chia thằng này ít, thằng kia ít, thằng nọ ít, thì trong đó có cái sự gì? Hơn thua phân bì, ganh ghét dẫn tới cái sự hận thù. Không thích cái gia đình này nữa, chúng tôi không muốn sống với cái gia đình này nữa, tôi sẽ quyên sinh. Sang đó đón nhận một cái trường hợp đó rồi. Chỉ vì cái gì? Không thuận hòa với trong gia đình, anh em cha mẹ không thuận với nhau. Họ cứ nghĩ là trong đầu họ bị là gia đình đối xử là giống như người xa lạ, mình phải con trong gia đình này. Một cái suy nghĩ rất là ấu trĩ luôn, cũng dẫn đến những cái chết thương tâm. Quay trở lại cái những cái câu chuyện mà bị bắt cóc, Sang phải dùng cái từ tại sao mà bị bắt cóc. Từ cái chỗ mà quen nhau, giả danh tình yêu tình bạn để mà lợi dụng lẫn nhau, ra ngoài đi chơi, đầu tiên vụ cái này vụ cái kia, sau đó bắt đầu lợi dụng vướng vào con đường nghiện ngập ha. Hoặc là không vướng vào con đường nghiện ngập, vướng vào cái vấn đề bị cưỡng bức ha. Cưỡng bức về thể xác, rồi bắt đầu từ cưỡng bức về thể xác ha, chụp hình chụp ảnh để làm bằng chứng, để mà hăm dọa đe dọa, để mà tung lên mạng, từ đó ép những cái người phụ nữ này phải quan hệ với A, A, B, C, D, hoặc là bán đi chỗ A, B, C, mới gọi là xong, mới dùng cái từ là bắt cóc. Thì rất là thương tâm, thật sự có rất nhiều cái chuyện đó mà Sang đã nhúng tay vào, mà những cái câu chuyện đó Sang không dám đăng. Tại vì sao? Sang sợ tổn thương cho nhân vật đó. Tại vì sau này các cháu nó còn lớn lên,
ảnh hưởng cái tương lai của cháu sau này. Sang chỉ âm thầm giúp đỡ. Cho nên thông qua cái câu chuyện mà những cái nạn nhân chết trên sông năm 2022, nếu mà để mà nói, Sang phân định ra cái câu chuyện nào để mà Sang đáng nhớ nhất và đau lòng và thương tâm nhất, thì Sang không có câu chuyện nào gọi là đáng để mà Sang nhớ cả. Vì sao? Câu chuyện nào cũng thương tâm, cũng đau lòng, cũng xót xa hết. Đặc biệt xót xa lại cho những người mà còn ở lại. Họ đau khổ lắm, đau khổ tột cùng. Cho nên là thông qua câu chuyện này, Sang cũng mong muốn là gửi đến cho tất cả các bạn trẻ cái thông điệp rằng chúng ta hãy học cách buông bỏ. Buông bỏ những cái phiền não trong tâm trí của mình, ở những cái cuộc sống, những ngày tháng mà chúng ta đang sống thực tế hiện tại. Bỏ hết những phiền não đó ra. Chúng ta đừng nên bó bọc chúng nó. Đừng nên bó bọc những cái mà phiền não đó vô tâm trí của mình. Nó tạo thành một cái địa ngục dẫn dắt cái tâm trí mình suy nghĩ lệch lạc, tìm tới cái những cái chết thương tâm. Đó là cái vấn đề mà Sang mong muốn rằng các bạn hãy suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra những cái quyết định nào dẫn tới những cái chuyện thương tâm. Đừng nghĩ mình chết là hết. Đừng bao giờ nghĩ chuyện đó, chết là hết. Các bạn nghĩ là khi mà kết liễu cuộc đời mình, thể xác mình dứt dưỡng, linh hồn của mình có được giải thoát không? Trong khi đó mình linh hồn của mình muốn đi rồi mà người thân ở đây đau xót cho bản thân mình, người ta không thể nào mà muốn mất mình, người ta khóc lóc, người ta ngồi cầu nguyện lại lục ngày này qua tháng nọ, ngày này qua ngày nọ, có rất là nhiều câu chuyện. Họ bỏ ăn bỏ ngủ, họ ngồi luôn ngoài cầu để mà cầu nguyện làm sao cho con mình hay là em mình, anh mình, chị mình, cha mình, để mà nếu có linh thiêng mau chóng tìm được xác để đưa về để an táng. Thì thử hỏi những cái mà người ta không muốn mất mình, người ta kêu gọi hoài, linh hồn mình đi về đâu? Có thể linh hồn mình đi bị dứt dưỡng không? Thì mình có thể chấm dứt được cái nghiệp đó hay không? Mình có thể được luân hồi hay không? Mình có thể được giải thoát hay không? Cho nên là khuyên các bạn hãy bình tĩnh. Chuyện gì chúng ta cũng có thể giải quyết, chuyện gì chúng ta cũng có thể mang tháo gỡ bằng cách chúng ta, một là chúng ta ngồi xuống thẳng thắn nói với nhau để tháo gỡ. Hai nữa, nếu không còn điều gì mà để mà nói với nhau được nữa thì chúng ta học cách buông bỏ. Hãy can đảm buông bỏ. Làm lại từ đầu thì chúng ta sẽ loại bỏ được cái ngục tù trong tâm trí của mình, đi ra bên ngoài. Chúng ta sẽ giải thoát và giải phóng cái địa ngục đó ra khỏi cơ thể của mình. Chúng ta có định hướng cái tương lai phía trước của mình cần phải đi nó nhẹ nhàng hơn, chấp nhận những gì mình đang có. Hãy luôn trân quý những thứ mà mình đang nắm trong tay. Đừng để một lúc nào đó chúng ta mất hết tất cả rồi chúng ta hối hận. Lúc đó là quá muộn màng. Những gì chúng ta còn nắm được trong tay thì chúng ta nắm, chúng ta giữ. Những gì nó đã tuột ra bên ngoài rồi thì đừng bao giờ níu kéo. Giống như ly nước này, đổ ra rồi, hốt lại bằng cách nào? Thì hãy nhẹ nhàng lau sạch nó đi, tìm một cái lu nước khác chế vô cho nó, để cho nó tinh khiết hơn, nó trong, nó sạch hơn. Thay vì chúng ta phải hốt những cái nước này, nó đổ vô lại, nó còn trong sạch nữa không? Nó còn sáng nữa không? Hay là nó chặn, nó đục ở trong đấy? Đơn giản. Cho nên thông qua cái video này, Sang khuyên tất cả những ai nếu ý định nghĩ tới nguyên sinh tất cả cơ thể của mình về cho một cái cõi thế giới nào đó một cách vô cớ, thì các bạn hãy suy nghĩ lại. Đừng nên làm như vậy, tội cho người thân mình. Và câu chuyện thứ hai riêng về cái vấn đề mà tuổi trẻ lứa đôi hiện tại bây giờ
yêu nhau quá sớm, tin nhau quá sớm, lén cha mẹ mình để mà tìm những cái thú vui, sở thích vào những cái lứa tuổi của mình như vậy, thì các bạn trẻ hãy nên xem lại, hãy cẩn thận. Mình phải biết trân quý bản thân của mình thì mình, cái thân xác này của mình mới giảm bớt đi cái sự đau khổ ở tác động từ phía bên ngoài. Nếu mình không biết thương cái thân xác này của mình, mình vội tin, mình vội trao, thì thân xác mình sẽ gánh những cái đau khổ mà những cái thú vui mình mong muốn, thèm khát. Cái gì nó cũng đều có cái giá của nó cả. Nếu các bạn hãy luôn trân quý bản thân của mình và luôn nhớ trong đầu, làm điều gì cũng phải nên hỏi cha, hỏi mẹ. Đừng bao giờ giấu cha, giấu mẹ mình để mà mình làm những cái điều sai trái. Hãy mạnh dạn nói với cha mẹ mình: ừ, con xin phép con tìm hiểu bạn trai ABC, và bạn trai của con, người đó tên gì, ở đâu. Để chi? Những người lớn, người ta đã từng trải, từng cuộc sống trong xã hội, người ta có một cái cách nhìn để phụ giúp mình, để mà cho mình ra được cái lời khuyên như thế nào. À, người này con nên tin nè, người này con nên ABC nè. Người ta phụ cho mình cái lời tin. Còn mình giấu giếm cha mẹ âm thầm để mà theo đuổi những cái cuộc chơi, những cái thú vui của mình, những cái sự ham muốn của mình, dẫn tới những cái hậu quả đáng tiếc không lường khi mà xảy ra chuyện cha mẹ mình không biết người đó mà mình đang giao du người đó lại. Nước xa làm sao cứu được lửa gần, không thể nào. Cho nên là các bạn phải luôn trân quý cha mẹ mình, luôn tôn trọng cha mẹ mình, luôn yêu quý chính bản thân của mình. Đừng làm những chuyện dại dột, đừng bao giờ. Hãy biết tôn trọng cha mẹ mình, cho cha mẹ, nếu như mình đã có thực sự có tìm hiểu một người yêu bạn trai nào đó hay bạn gái nào đó, nói cho cha mẹ mình biết. Cha mẹ mình có cấm cản đâu, mình là cái người thẳng thắn, mình là cái người chuẩn bị trưởng thành, cho nên phải tập những cái mà chúng ta cần thẳng thắn nói vào vấn đề để xin phép cha mẹ. Nếu chúng ta thẳng thắn, chúng ta xin phép cha mẹ mà cha mẹ không cho phép, cấm cản mình, thì lúc đó mình hãy chậm chậm lại, tìm cách làm sao thuyết phục cha mẹ. Nhưng đừng bao giờ lén lút giấu cha mẹ của mình tất cả mọi việc, để mà mình làm theo cái thói quen, cái sở thích của mình, để sau đó mà mình xảy ra vấn đề đau lòng thương tâm lắm. Thật sự mà nói, đó là sang cho lời khuyên cho đó các bạn trẻ. Hãy yêu quý bản thân mình và hãy biết tôn trọng cha mẹ mình, cho cha mẹ mình biết những gì mà hiện tại mình đang gặp phải, những cái xì chép trong việc giao du bạn bè. Bạn bè mình cảm thấy khả nghi, cứ ngồi nói chuyện tâm sự cha mẹ mình đi. Nếu như cha mẹ mình quan tâm, chia sẻ cùng mình, thì đó chúc mừng bạn. Còn nếu như cha mẹ mình không có thời gian để quan tâm và chia sẻ mình, và cấm ngay tuyệt đối, không cho giao du, thì hãy gắng cố gắng nghe lời cha mẹ. Nghe lời cha mẹ người thân mình, ngồi yên ở đó. Mình sẽ tiếp tục âm thầm để mà tìm hiểu người này bằng trí tuệ của mình, sự trong sáng của mình. Đừng nên dạy dột khi cha mẹ cấm đoán rồi, lúc đó mình tự tìm hiểu bằng cách là mình bỏ nhà, mình đi theo tiếng gọi A, B, C, D đó, để rồi mình sa vào những cái cạm bẫy khó lường. Cho nên là muốn cha mẹ để mà chấp nhận cái việc đó của mình, cha mẹ không cho, thì hãy gắng cố gắng tìm hiểu bằng một cách thông minh. Không cần các bạn phải bỏ nhà đi đâu, các bạn tự thử ở nhà đi. Người ta thương mình là người ta phải tự chủ động yêu quý mình và trân trọng mình, dù mình ở nhà hay là mình ở xa. Còn nếu như người ta không biết trân quý trân trọng mình sợ là mình không gặp người ta xa mặt cách lòng hả? Rồi lúc đó mình phải, lúc nào mình phải cung phụng, mình phải ngồi gần ngồi kề cái người đó một ngày, sáng từ sáng tới tối phải nhắn tin bẹt 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 bẹt. Sai rồi, sai rồi.
họ yêu mình, họ quý mình, họ trân trọng mình. Dù mình ở ngõ ngách nào họ cũng luôn trân quý và trân trọng mình. Họ luôn quan tâm mình một cách văn minh, lịch sự. Chứ họ không bao giờ mà yêu mình một cách, mà quan tâm mình một cách như kiểu, sao em phải nói từ này nó hơi nặng, vô văn hóa. Họ bắt buộc mình phải sáng là phải quay video gửi cho mình xem ABC, chứ phải quay video ở ABC. Từ những cái đòi hỏi đó, A, họ đòi hỏi tới cái B và tới cái C. Mình không ra, họ nói mình những cái từ ngữ rất là tệ bạc, rất là xúc phạm. Từ đó mình mới sợ, do mình nhận lôi cuốn bởi những cái đòi hỏi của họ, mình gửi những cái video đó. Họ có trong tay rồi, họ mới sợ mình, họ mới đe dọa mình, nó ta tung cái video này lên. Mình sợ quá mình phải làm theo. Đó là mình sập bẫy của họ từ nào mình không hay. Cho nên các bạn trẻ hãy cố gắng cẩn thận, hãy biết yêu quý bản thân mình và phải biết tôn trọng cha mẹ mình. Để mình lựa chọn những cái con đường nào đi đúng đắn nhất và chính xác nhất. Đừng bao giờ dạy dột làm những cái chuyện giấu cha giấu mẹ. Hãy tỉnh táo vào. Ở cái thời đại này, mạng xã hội giờ nhanh lắm. Điều thứ ba sang muốn khiên đó, tất cả các bậc cha mẹ mà đang có con trẻ, trong quá trình các con trẻ nó chưa đến đủ cái tuổi mà trưởng thành, mong rằng các bậc cha mẹ hãy đặc biệt quan tâm con trẻ hơn nữa, và hãy xem con trẻ mình là một người bạn. Các bậc cha mẹ hãy xem con mình là người bạn. Tại sao Sang dùng cái từ này? Nếu mình nghĩ con mình là người bạn thì con mình sẵn sàng nghĩ mình cũng giống như bạn của con mình, để cùng nhau bạn bè với bạn bè chia sẻ. Bạn bè đây là bạn bè nó trên cái mức bình thường bạn bè. Cho nó ví dụ như là chi kỷ đi, tình bạn chi kỷ vậy đó. Ừ, bữa nay buồn phiền phiền não như thế nào thì tự mà chia sẻ, tự thăm hỏi nhau, là nói hết nỗi lòng với nhau. Thì lúc đó mình mới nắm được hết con mình nó đang vướng vào cái vấn đề nào, vướng vào tệ nạn nào, nó đang ở cái tuổi dậy thì, đang ở cái tuổi mà khó ư khó dạy, dở dở ương ương, để mình biết được, để mình khắc phục nó. Trong sự hiểu biết của người lớn, khéo léo của người lớn, để mà khuyên ngăn, hướng dẫn. Dùng, chúng ta không nên dùng cứng và để cục mềm. Không dùng quá mà cũng không căng quá. Căng quá nó đứt, dùng quá nó cũng gối. Cứ để bình bình. Trong một cái sự bình bình, lấy cái điểm trung bình đó, chúng ta dung hòa trong cái câu chuyện cuộc sống gia đình của mình, thì chắc chắn rằng các bạn sẽ có được, các anh chị sẽ có được cái phương án để mà tháo gỡ trong cái câu chuyện giáo dục con cái ở trong gia đình. Ở đây Sang xin lỗi tất cả quý vị khán giả, thực sự kiến thức của Sang không có nhiều để mà Sang đủ khả năng để mà nói một từ mà hướng dẫn ai cả. Sang xin lỗi thật sự, tại vì Sang gặp những cái chuyện này nhiều quá. Sang cho rằng là Sang có là một cái nhận định cá nhân của mình, để mà đưa ra một cái nhận định đó, để mà dùng cái nhận định đó là gửi cái lời khuyên, gửi đến, mong muốn gửi đến những gia đình nào rơi vào những hoàn cảnh như thế. Rồi từ đó mình, Sang cũng mong muốn là cái mục đích cuối cùng của Sang trong cái video này cũng là cái lời khuyên gửi đến cho tất cả mọi người. Và chúng ta hãy luôn tỉnh táo trong mọi tình huống, và chúng ta hãy gắng cố gắng học được cái chữ buông và bỏ. Để chi? Để chúng ta không vướng vào những cái dòng luẩn quẩn, những cái dòng khổ ải trong cuộc đời này. Từ đó nó dẫn chúng ta đi đến những cái con đường tăm tối, không một lối thoát. Đó là những gì mà Sang chia sẻ với tất cả quý vị khán giả trên cái video này, là mong muốn nhìn nhận lại trong năm 2022 này, tại sao có xảy ra quá nhiều cái sự việc thương tâm, treo cổ tự vẫn. Sang cũng đã hỗ trợ ha, tự kết liễu đời mình, trên cạn ha, cắt nhượng để mà ra đi cũng có, do tự kết liễu đời mình mượn qua cái dòng sông cũng có. Và đặc biệt tất cả những cái bạn trẻ mà bị bắt cóc, bị bán đi, bị dụ dỗ chê vào cái con đường đen tối, chê những cái thứ ma túy đó,
và để rồi mà dùng cái thể xác của mình đi bán rẻ cho những cái linh hồn quỷ dữ. Sau khi tìm được rồi bị ảnh hưởng tâm lý, di chứng tâm lý rất là tội nghiệp, mà người nhà tội nghiệp nhất là những người thân. Cho nên là chúng ta hãy luôn trân quý những gì mà chúng ta đang có, mà chúng ta hãy gắng cố gắng làm những điều mà chúng ta cảm thấy nó sáng suốt để chúng ta làm. Và hãy mạnh dạn buông bỏ những gì mà chúng ta cảm thấy nó là phiền não, để giúp cho tâm trí của chúng ta nhẹ nhàng và thanh thản. Tìm ra một cái lối thoát cuối con đường của cuộc đời này. Đừng dại dột nguyên sinh một cách vô cớ, và đừng dại dột tin những người xa lạ hơn là cha mẹ mình. Đó là những gì mà Sang chia sẻ trên cái video này. Nếu như những gì mà Sang nói sai, Sang xin lỗi tất cả quý phụ huynh, bậc làm cha làm mẹ. Và thông qua cái video này, Sang cũng gửi đến cho tất cả những gia đình mà có nạn nhân bị tử vong trên sông hay là trên cạn, tự dùng dao nguyên sinh cho bản thân mình, tự treo cổ người mình, cũng như là những người cha mẹ mà nhờ Sang tìm con cái lại được, cho Sang gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả những nạn nhân, gia đình của nạn nhân xấu sắc nhất. Mong rằng cho tất cả những gia đình của nạn nhân ấy sớm vượt qua được cái nỗi đau để tiếp tục duy trì cái cuộc sống. Và nguyện rằng cho tất cả những linh hồn nào mà đã tử nạn, dù đó là trường hợp Sang giúp hay là ở đâu đó, tất cả mọi linh hồn trên khắp mọi thế gian này, nguyện rằng cho tất cả mọi linh hồn đó được siêu thoát. Nếu như ở bên đạo Phật, mong cho tất cả những linh hồn đó được siêu thoát. Nếu như ở bên đạo Tôn giáo, Công giáo, thì mong cho tất cả những linh hồn đó được về với Chúa Trời. Sang không phân biệt bất kỳ một ai. Giờ Sang muốn nói lên cái nỗi lòng của mình để gửi gắm. Đó là thông điệp của Sang. Với một cái suy nghĩ nông cạn ít ỏi, hiểu biết về cái sự ít ỏi, nếu như Sang nói những điều gì mà lỡ không có sai, mong tất cả mọi người quan hỷ. Và cuối cùng kính chúc cho tất cả quý vị khán giả và mọi gia đình ở trên khắp toàn cầu này luôn được an khang thịnh vượng và hạnh phúc viên mãn. Xin chân trọng cảm ơn tất cả mọi người, và xin chào và hẹn gặp lại.